Ông đi hóa này. À, Anh cụ toán toán ông tới, toán tới hóa cần. toán tới hóa cần, đây Bốn là mộ của bốn cụ anh ông, em. nhà cụ ông Trần Còn Văn bên Toán. ông toán, còn ông Toán tới thì chắc ông tề kia ông cũng lại lại làm chỗ khác. vâng, Ông tề ông chỉnh. con ông Vị này, Ông Vị là con ông toán. à con Vị là con ông Toán, à ông Vị đây là con ông Toán này, Ông toán để ông Tị ông Vị. Tị, ông Tị đâu, Ông Tị ông chắc Vị thì chắc là là ông này, ông Tị đi Nam. à con ông Nghiêm, Nhưng không biết. ông Nghiêm biết, đây là mộ của các cụ. Các Ô, cụ gọi là chú bác với đây là ông cô cố đấy. ông thứ này Đấy. ông làm đây. Đấy đấy. Thứ đây. Cái này là mộ của các cụ rồi. Anh em chú bác với ông cố. Đấy. Ông toán này với ông lý hóa là hai anh em. Vâng. Đấy, ông toán thì đẻ ông Tị ông Vị. Vâng. Đấy, Là anh ruột ông cố chứ mà. Toán toán tới toán hóa cần tới đúng hóa rồi. cần. Là ông anh ruột ông cố, con gọi ông cố. Anh ruột của Ông cố. ông lý hóa. Anh ruột của ông cố thì con gọi ông cố đấy. Đấy. Cái video nữa làm thế Yeah. này. Đây là mộ của ông Phêrô Trần Văn Toán, là Anh anh ruột ruột của của ông Lý Hóa. ông Lý Hóa. Ông Lý Hóa thì đẻ ra Ông nuôi ông Ni ông Quy ông ông Phụng. đúng rồi. Rồi ông toán này đẻ ra ông Tị ông Vị. Vâng. Đó. Đây cũng là một các cụ là Ông cũng Vị đấy. này với ông Hội luôn là con chú con bác. Vâng. Tôi ngoài này đấy chứ Đó, tôi. đúng là vị trí cũng quá đẹp. Đây, mộ các cụ nói chung có các cụ của họ Trần đây thì đấy cũng nằm ở vị trí này quá đẹp rồi. Rồi thôi xin chào các cụ rồi con đi đây. Đây là mộ Ông của Tề này ông thì Tề. biết đẻ ra ra ông Thịnh bây giờ đấy. Ông Thịnh, ông chồng Thịnh á? Hay là ông nào? Con ông Tề ông ấy làm À. cái mặt trận đấy mà. À. Đó. Mà ông Tề này thì là có liên quan gì? Đấy là Ông Tề này theo với người, theo chi họ ông sao? là con chú con bác. Con chú con bác với ai? Con chú con bác. Con chú con bác với ai? Thì ông này là ông ấy con nhà ông tới. À, ông Ông Tề tới là với con ông ông Lý Tới. Hóa Rồi là rồi rồi rồi. toán tới Đây, hóa đây là cần. cụ mộ cụ ông Trần Văn Tề. Ông Đây. Tề này với ông Hội luôn là con chú con bác. À, ông Tề với ông Hội luôn là con chú con bác đây. Ừ. Hả? Đó đó đó. Mất qua đời năm mấy là năm mấy? Qua đời ngày 27 tháng 12 năm Đinh Tị. Đinh Tị là 1977, tuổi Hảo thôi. 1977 à? Vâng. Thì cái năm nào đéo biết đinh tị nào Thật. đinh tị nào Nói chung là con nói đinh con tị ai Đinh cần đinh tị Đinh cần Tị năm là nào thì Đinh Tị biết là 60 năm nó quay lại một hộ thì là khó. biết đâu mà Chỉ cần nếu như 100 năm thôi là không biết Đinh Tị nào rồi. đinh tị nào Đúng rồi. và đinh tị 1977 ví dụ đinh tị nào nhỉ. Đúng.